được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bác sĩ của bạn. Quý vị thân mến, thông thường khi phát hiện rằng cơ thể mình bị ho khan thì rất nhiều người chọn phương án đó là tự mua thuốc và điều trị tại nhà. Tuy nhiên, mọi người không biết rằng thực ra ho khan vẫn có khả năng là biểu hiện của nhiều căn bệnh liên quan đến đường hô hấp khác, và một trong số đó chính là căn bệnh phổi kẽ. Và sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và lắng nghe phần chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Như Vinh để hiểu rõ hơn về căn bệnh phổi kẽ. Rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay ạ. Xin chào Thúy Anh, xin chào quý khán giả đang xem đài. Thưa bác sĩ, cái tên phổi kẽ nghe có vẻ không quá quen tai, thì không biết rằng nó là căn bệnh như thế nào ạ? Đúng là khi mà nghe phổi kẽ thì nhiều người cũng không hiểu nó là cái gì. Dạ. Kẽ đây là gọi là cái mô kẽ, là một cái mô nó xen kẽ những cái bộ phận khác. Thì nói nôm na cái phổi mình nó có nhiều bộ phận, nhưng mà người ta chia làm ba cái phần chính. Dạ. Cái phần đầu tiên là những đường ống nó dẫn không khí để vào ra trong phổi, nó gọi là có chức năng dẫn khí. Và cái phần số 2 là những cái túi khí, khi mà khí được dẫn vào trong những túi đó thì nó đọng lại ở trong đó, và oxy thì từ trong cái túi đó nó chạy vào trong máu, còn CO2 từ trong máu nó chạy qua thì nó gọi là chức năng trao đổi khí của cái phổi. Và còn lại là những cái phần mạch máu và nhiều cái phần gọi là khác, nó gọi là mô kẽ. Tức là cái phần xen kẽ giữa những cái cấu trúc này, một cái nguyên nhân nào đó mà làm cho cái phần mô kẽ này nó bị tổn thương, nó bị viêm, nó bị xơ hóa, thì khi đó chúng ta gọi là bệnh phổi kẽ. Dạ, vậy thì thưa bác sĩ, căn bệnh này nó đem đến những biểu hiện hoặc ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của người bệnh ạ? Thì cái bệnh này nó không phải trực tiếp tới cái đường thở, cho nên đôi khi chúng ta không có một cái chuyện khó thở đột ngột giống như một số trường hợp mà chúng ta bị tắc nghẽn đường thở. Và đây là một cái bệnh nó diễn tiến tương đối gọi là hơi chậm một chút. Có thể nó diễn tiến cấp tính khi mà chúng ta đang yên ổn bình thường, uống một loại thuốc nào đó tiếp xúc với lại nhiều cái hóa chất độc hại, thì có thể nó bị ho, ho khan kéo dài, rồi sau đó là bị khó thở. Nhưng mà cũng có những người họ khó thở từ từ, từ năm này qua năm khác, và do nhiều cái tác nhân nó làm cho cái mô kẽ đó nó bị viêm một cách từ từ, và cơ thể của mình nó lại làm lành cái tổn thương viêm đó, và nó tạo thành cái những cái thẹo, thì tôi gọi là bệnh sơ phổi. Sơ phổi cũng là một cái bệnh mô kẽ. Và cái biểu hiện chính như vừa trình bày, ho là chính, rồi sau đó là khó thở diễn tiến từ từ. Thưa bác sĩ, vậy thì đối với căn bệnh phổi kẽ thì chúng ta chẩn đoán nó như thế nào? Để chẩn đoán cái căn bệnh này thì bác sĩ cũng cần làm một số cái xét nghiệm. Đầu tiên có thể là chụp cái quang phổi thường, nhưng mà nhiều trường hợp cái quang phổi thường nó không được rõ ràng lắm, thì phải chụp CT, gọi là chụp điện toán các lớp, CT scan, để cho hình ảnh nó rõ ràng hơn. Rồi đồng thời bác sĩ cũng có thể phải xét nghiệm máu để coi thử có tình trạng thiếu oxy mãn tính hay không. Và tùy theo cái nguyên nhân nữa, ví dụ như nguyên nhân nhiễm trùng mà gây ra cái bệnh mô kẽ này, nhiều trường hợp nhiễm ký sinh trùng, nhiều trường hợp nhiễm virus, nhiều trường hợp nhiễm vi trùng lao thì cũng có thể gây ra cái tổn thương mô kẽ. Thì khi đó bác sĩ tùy theo phán đoán của bác sĩ nghĩ tới cái tác nhân gây bệnh nào mà có thể làm thêm những cái xét nghiệm đó để xác định được nguyên nhân. Hoặc là ví dụ như bệnh nhân vừa uống thuốc gì đó bị phản ứng, bị tác dụng phụ, thì khi đó có thể là chúng ta phải tạm ngưng cái thuốc đó một thời gian để coi thử cái phổi nó có phục hồi hay không. Hoặc là một số người gọi là bị bệnh miễn, gọi là tự miễn, bệnh miễn dịch, nghĩa là cơ thể mình nó tạo ra những cái chất nó gọi là kháng thể chống lại một số cái kháng nguyên mà tự cơ thể mình nó có. Và những bệnh đó tương đối gọi là khó điều trị và mang tính chất hệ thống, có nghĩa là nó xuất hiện rất là nhiều bộ phận cơ quan trong người mình, trong đó có cái phổi. Thì khi đó bác sĩ phải đi làm thêm những xét nghiệm để coi thử người bệnh có mắc những cái bệnh hệ thống đó hay không. Như vậy nói một cách đơn giản thì chỉ cần chụp hình để chúng ta coi thử cái mô kẽ nó bị tổn thương hay không. Nhưng mà để sâu xa hơn, để kiếm tìm coi thử là nguyên nhân nào gây ra cái chứng mô kẽ này, thì khi đó bác sĩ phải làm có thể rất là nhiều xét nghiệm để xác định được cái nguyên nhân. Vậy thì sau khi đã xác định được căn bệnh này rồi, qua chẩn đoán thì chúng ta có thể điều trị được căn bệnh này và hiệu quả có tốt không ạ? Thì bệnh kẽ này nếu mà nó gọi là cấp tính, thì do những nguyên nhân cấp tính như chúng tôi vừa trình bày, nhiễm trùng, nhiễm siêu vi, nhiễm ký sinh trùng, hoặc là do tác dụng phụ của thuốc, thì chúng ta có thể điều trị dứt hẳn.
là bằng một số loại thuốc, trong đó có những cái thuốc điều trị cái nguyên nhân mà gây ra cái chứng này, hoặc là một số thuốc ví dụ như là chống viêm, corticoid, hoặc là số thuốc ức chế miễn dịch. Nhưng mà đối với một trường hợp mà gọi là bệnh mãn tính kéo dài, ví dụ như có trường hợp bệnh nhân bị sơ phổi chẳng hạn, cũng là tổn thương cái kẽ này, mô kẽ này, thì khi đó chúng ta cũng không có những cái điều trị đặc hiệu, chúng ta không có khả năng làm cho cái phổi nó hết đi cái tình trạng sơ đó, và điều trị như vậy thì rất là khó khăn. Nói tóm lại thì bệnh phổi kẽ nó do rất là nhiều lý do khác nhau, và khi xác định được nguyên nhân thì bác sĩ phải đi trị cái nguyên nhân đó, và có những nguyên nhân rất là dễ trị, có thể tự động hồi phục mà không cần can thiệp gì cả. Có thể phải cho thuốc kháng sinh, ví dụ trong trường hợp nhiễm trùng, kháng viêm trong trường hợp viêm nhiễm, hoặc là ức chế miễn dịch trong trường hợp bệnh hệ thống. Nhưng mà cũng có một số trường hợp chúng ta không làm được, là những cái căn bệnh mà chưa rõ nguyên nhân, hoặc là những nguyên nhân mà chúng ta không có thể nào mà can thiệp được, thì chúng ta đành phải chấp nhận là người bệnh phải sống chung với cái căn bệnh bệnh phổi kẽ như thế, mãn tính. Và khi đó thì cái tình trạng thiếu oxy nó sẽ xảy ra, và bệnh nhân sẽ có cảm giác lúc nào cũng mệt mỏi, ngón tay có thể là giống như cái dùi trống do tình trạng thiếu oxy, và bệnh nhân khó có một cái cuộc sống được bình thường, bởi vì họ sinh hoạt cũng là một cái động tác quá kháng sức đối với họ rồi, bởi vì tình trạng oxy trong cơ thể lúc nào nó cũng thiếu. Vậy thưa bác sĩ, đối với căn bệnh phổi kẽ này thì chúng ta có những cái cách nào để phòng tránh được hay không ạ? Thì để phòng tránh được cái căn bệnh phổi kẽ này thì chúng ta gọi là tránh những cái yếu tố nguy cơ như vừa trình bày. Hút thuốc lá cũng là làm tăng cái nguy cơ này, cho nên chúng ta không được hút thuốc lá. Khi mà uống thuốc á, thì cũng nên biết được cái thuốc mình đang uống chữa bệnh gì, chỉ định, chống chỉ định ra sao. Nhiều trường hợp người bệnh tự mua những cái loại thuốc gì đó uống vào có thể gây ra tác dụng phụ, trong đó có thể gây ra cái bệnh phổi kẽ. Vì bác sĩ cũng không biết được cái thuốc mình đang uống là thuốc gì, để làm gì và chống chỉ định như thế nào. Như vậy chúng ta mỗi lần chúng ta đưa một cái hóa chất, một loại thuốc nào vào trong cơ thể thì nên có ý kiến của chuyên gia về y tế. Rồi chúng ta tránh tiếp xúc với lại không khí ô nhiễm, hóa chất, khói bụi quá nhiều. Đó. Rồi nếu mà có những cái bệnh lý hệ thống, ví dụ bệnh lupus, thì chúng ta cũng phải đi chữa cho nó đàng hoàng, bởi vì tránh trường hợp những biến chứng của các bệnh lý hệ thống có thể gây ra cái tổn thương mãn tính ở phổi. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều với những chia sẻ vừa rồi với chủ đề của chương trình hôm nay, căn bệnh phổi kẽ. Xin cảm ơn Tuyết Anh. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.